Ơi, cái áo này đẹp nè. Ơi bà, tối nay tôi đi chơi Rip Rap mà bây giờ tôi sợ quá à. Ủa, đó giờ quen biết bao nhiêu thằng rồi mà sao giờ đi hẹn hò còn hồi hộp nữa. Thì tại người ta là con nhà giàu, với cả là kinh doanh nước hoa nữa cho nên tôi mới sợ. Rồi mắc gì sợ? Thì người ta kinh doanh nước hoa mà. Nếu như lần gặp đầu tiên xài mùi không ấn tượng thì sao? Tôi muốn bà chỉ cho tôi một cái mùi hương gì đó phải để lại ấn tượng tốt cho ảnh. Thấy là cái mùi nào ấn tượng không nè, nhưng mà đừng có mùi sầm sàm nha. Tào lao quá bà ơi, lo ba cái chuyện gì không á, muốn thơm đúng không? Nè, sử dụng sản phẩm sữa tắm ban chiều nhà Lan Nam. Đây là sữa tắm thuần thiên nhiên, được chiết xuất từ sen, quế và hoa hồng, mang lại một mùi hương dịu dàng, ngọt ngào và quyến rũ. Trong hoa sen sẽ có tinh chất Nelumbo Nucifera giúp cân bằng da dầu, ngăn ngừa mụn, cung cấp nước cho da, dưỡng ẩm và tăng độ đàn hồi cho làn da, giúp làn da trắng hồng tự nhiên. Còn quế sẽ giúp cho làm sạch cơ thể, khử mùi, tạo hương thơm tự nhiên và làm ấm cơ thể, loại bỏ các tế bào chết trên da nhanh chóng, đồng thời giúp phục hồi độ bóng và làm mềm mại da, cải thiện sức khỏe cho làn da. Hoa hồng thì sẽ giúp làm ấm làn da, giữ cho làn da có một cảm giác mịn màng, giúp lỗ chân lông se khít tự nhiên và phục hồi làn da hiệu quả, đặc biệt với những người có làn da nhạy cảm như của mày á. Rất là thiên nhiên luôn, rất ok nha. Sao, thấy ok không? Ok luôn á bà, để tối nay tôi dùng thử nha. Cảm ơn bà rất là nhiều. Ok.